Chú ơi, chú ơi. Ê thằng cháu, đi đứng kiểu gì vậy? Muốn chết hả? Xin lỗi chú. Chú ơi, đợi con. Chú ơi, đợi con với chú ơi. Chú ơi, chú ơi, chú ơi, chờ con với. Chú ơi, dừng xe. Chú ơi, bắt tay, bắt tay. Dừng xe, dừng xe lại. Có thằng nhỏ chạy theo xe kìa. Dừng lại đi. Bắt tay, dừng lại, lẹ đi. Trời, tội nghiệp nó quá kìa. Trời, nó té rồi kìa. Nhảy gì vậy? Gì vậy con? Kiếm gì vậy con? Hả? Gì vậy? Ủa ông ơi. Hả? Mẹ bún nay được nhiêu ký vậy? Chắc chừng 20 ký hả? Cái gì có 20 ký vậy? Ngày làm 20 ký cặp đất mà ăn hả trời? Chứ nhiêu, lúc này người ta ai cũng bán ấy hết, chứ đâu phải mình đâu. Có bún chưa, thím ăn anh ơi? Dạ có rồi chị Tư. Chờ chút xíu ông nhà tôi đem cho chị liền nha. Đi. Ông đem ra ngoài giùm tôi một cái. Ừ. Nè, rồi ông đem qua bển đi. Tỉnh rồi hả con? Ở đây là đâu? Sao có mùi gì chua chua vậy gì? Con tỉnh rồi hả? Đây là sưởng bún của nhà dì. Bây giờ con hãy ở lại đây ít hôm để tình dưỡng cho nó khỏe nghe. Sao con lại phải ở đây? Con đang đi tìm mẹ của con mà. Dì ơi, dì có thấy người đàn ông mặc áo màu đen, đội nón đen, trên tay có cái hình xăm, cái hình trong trống ở trên tay, đi lên xe không dì? Áo đen. Nhớ rồi, cái người đó là ông tài xế. Cái lúc mà lên xe, ổng có đổi áo. Vậy hả dì? À, con phải đi tìm ông đó rồi. Nè, con cẩn thận. Con, từ từ nè. Rồi biết người ta ở đâu mà tìm hả con? Mà con tìm ông chi? Dì ơi, ông đó là người xấu. Ông bắt cóc mẹ con á gì? Nè, nghe dì nói nè. Hiện tại bây giờ á, con hãy ở lại đây với dì Thanh đi. Chừng nào con khỏe hẳn lại, vết thương con nó lành lại, rồi con hãy đi tìm mẹ con. Dì hứa, dì sẽ đi tìm mẹ phụ con. Yên tâm nha. Hả? Trời ơi là trời. Bây giờ bà có vô làm hay không? Hay là bà ở đó mà dỗ con nít? Trời đất ơi, thì bây giờ tôi đi nè. Làm không lo làm. Suốt ngày nói chuyện tào lao không hả? Ủa ông mắc cười, tôi làm chuyện gì tào lao? Chứ không phải hả? Sao không tào lao? Tự nhiên bà đem thằng nhỏ là quắc về đây, bà nuôi. Lại thêm một miệng ăn nữa. Bộ chắc bà rảnh quá ha. Bà. Nè, tôi đang làm chuyện tích đức á, để cho sau này mình có con đó nha. Tôi nói ông nghe nè, tôi đang ngồi trên xe đò đi về á, thấy nó chạy theo xe đằng sau á, mồ hôi nó ướt nhẹp hà, rồi cái chân nó bị thương nữa. Tụi bắt cóc đang dí theo nó nữa. Tôi hỏi ông, thấy cái cảnh đó ai mà không động lòng thương, đúng không? Bà thương hả? Bà động lòng quá hả? Bà động lòng rồi bà ôm cái cục nợ gì đây? Bây giờ không có nói nhiều. Nếu nó muốn ở đây thì nó phải làm việc với tôi, với bà thì mới được ăn được ở. Ông mà mình làm phước đi, biết đâu sau này á, ơn trời sẽ phù hộ cho vợ chồng nhà mình có mụn con thì sao, đúng không ông? Mắc cười với bà quá. Tôi với bà lấy nhau mấy chục năm rồi, có bao giờ bà ối mửa cho tôi vui không? Ở đâu mà thằng này tự nhiên nó về có con. Mắc cười quá.
chắc nó là thánh quá. Nè, tôi mệt ông rồi nha. Tôi cũng chạy chỗ này chỗ kia để mong kiếm tìm một đứa con vậy, chứ đâu phải tôi ngồi không đâu. Tại cái tính ích kỷ của ông đó. Cái gì? Mà con nó không tới với ông đó. Nó sợ ông quá mà. Tôi còn sợ, huống chi là con. Bà, bà thừa không hả? Bà, bà này. Nó đã chạy thoát có phải không? Dạ. Mẹ kiếp, có một thằng nhóc con mà cũng không xong. Kể từ mai nghỉ việc đi. Nè, dì có làm thêm trứng ốp la cho con á. Dạ, con cảm ơn dì. Ủa mà quên, con tên gì vậy? Dạ, con tên là Hữu Nguyện. Hữu Nguyện hả? Dạ. À, tên hay vậy. Ăn đi. Sao vậy con? Bộ không ngon hả? Sao vậy con? Dì không phải. Sao? Dì nấu ngon giống như mẹ của con vậy á. Ngon á thì phải ăn thiệt nhiều vô cho bổ, cho khỏe, cho mau hết bệnh nha. Ăn đi con. Dạ. À con, cho dì hỏi, sao cái đám người đó định bắt con vậy? Dạ, con cũng không biết nữa. Con chỉ biết là mấy người đó muốn bắt con đem đi bán, cho nên con cố gắng chạy thiệt nhanh để thoát. Cô Thanh ơi! Dạ. Ra lấy gạo nè. Dạ rồi, dạ rồi, chờ một chút. Thôi, 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 bà ở đó đi. Nguyện. Dạ. Ra ngoài coi cân ba cái gạo kìa. Nhớ, cân cho đủ chứ đếm đủ số nghe. Dạ, dạ. Đi đi con. Vô. Hai ba lên. Ây da. Ây da, mày làm gì vậy mày? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy Nguyễn? Dép bao gạo đi vô. Đi. Có nhiều đó làm cũng không xong nữa. Anh gì ơi, anh cho tôi hỏi cái. Chuyện gì nữa? Hình như mấy bao gạo này á, nó bị móc hay sao á. Gì? Mày nói tào lao gì vậy mày? Gạo tao giao bao giờ tao giao gạo móc hả mày? Tao làm ăn biết bao nhiêu năm rồi. Thiệt mà, em ngửi mùi nãy giờ, nghe là biết rồi. Mấy bao gạo này bị móc á. Thôi mày, tao không có rảnh nói chuyện với mấy thằng con nít như mày hả? Vậy em vô, kêu gì Thanh ra nói chuyện với anh nha. Trời ơi, cái gì nữa đây? Chú ba, thằng nhóc này là ai vậy chú ba? Nó biết cái gì mà nó dám nói là tụi giao gạo bóc hả chú ba? Thôi được rồi, để đó chú xử lý cho. Nè, cái thằng quỷ nhỏ này, biết cái gì mà nó gạo móc. Mày đi vô mày làm bún cho tao đi. Đi. Nhưng mà rõ ràng là có mùi móc ở trong đó mà. Chú tin con đi chú.
Tao đã nói với mày rồi, cái chuyện này để tao lo. Đi vô. Đi. Hả? Đạp mày cái chết bây giờ. Con. À ông. Gì? Có chuyện gì vậy? Ờ, không có chuyện gì đâu. Thôi thôi, bà làm tiếp đi. Không có chuyện gì là sao? Ủa, cô lại kêu tôi ra đây có chuyện gì không vậy? Em có một ít gạo để trong kho, bán rẻ cho anh ba về làm bún nha. Trời ơi, gạo ở trong kho, gạo cũ hết rồi. Không có cũ. Trời ơi, mấy hôm trước thằng Tám nó chở gạo đi về, ai dè chạy ghe máy làm sao nước văng lên gạo ướt hết trơn hả? Mà anh biết rồi đó, nhà em neo đơn mà, đâu có ai phơi đâu, nên em để trong kho luôn. Anh ba lấy về đi, ngâm làm bún. Em lấy giá rẻ rề hà. Trời, gạo đã ướt rồi thì nấu đâu có được. Nó đã mốc rồi. Suối tôi đem về làm bún cho bà chửi tôi, không có được đâu. Em nói không có mốc, em bảo đảm. Bán như cho vậy đó. Anh ba mua gạo đợt này dư tiền, đút túi riêng. Và anh đừng cho bà biết, anh lấy tiền đó đi nhậu hay là đi đâu đó với em. Nha. Phải hôn đó. Vậy đi. Nguyễn, dạ? Để gì rửa, vô ăn cơm đi. Dạ, thôi được rồi, con làm được mà. Được rồi, thôi, ba cái chuyện rửa lu này á là để cho dì làm. Còn con á, con trai đàn ông á là làm chuyện khác, đi vô. Dạ. Dì ơi, sao nó cũng còn mùi chua vậy dì? Thì mình làm thủ công mà con, nó phải giữ được cái mùi chứ. Chủ yếu làm bún á là do gạo, mình lựa gạo ngon á thì bún nó mới ngon. Dì ơi. Hử? Hồi sáng á, có chuyện gì? Làm gì ấp úng vậy? Dạ. Hả? Lúc nãy con đi khiêng gạo. Con ngửi được mùi mốc á gì? Mùi mốc hả? Dạ. Sao con ngửi được mùi mốc? Dạ, con cũng ngửi được nhiều mùi khác nhau nữa. Nhưng mà con ngửi được mùi mốc thiệt á gì? Thiệt vậy không con? Dạ. Trời đất ơi, vậy đâu có được. Vô đây với gì? Con lấy cây xăm giùm cho gì? Dạ. Thiệt tình luôn á. Dạ, nè gì? Nó mốc xanh như vậy luôn rồi nè. Sao con không chịu nói gì? Dạ, tại chú ba không cho con nói á. Ui. Coi đi. Gì vậy? Gạo mốc chứ gì. Ông nghĩ sao á, nó mốc cời như vậy á mà ông nhận gì được hay ghê á. Bây giờ tôi không biết nha, từ đây cho tới chiều ông phải đổi lại cái số gạo này cho tôi, để chiều tôi có, tôi ngâm gạo rồi sáng mai tôi làm bún nữa. Cái thằng quỷ nhỏ này. Nói gì vậy? Ờ, tôi có nói gì đâu. Ờ, tôi nói cái thằng đó đó. Thằng đó là thằng nào? Thì cái thằng không cha không mẹ, thứ trôi sông lạc chợ, tự nhiên ở đâu đến phá đám không à. Nè nha, ông ăn nói cẩn thận nha. Cũng nhờ thằng Nguyễn á, nó phát hiện sớm số gạo mốc này, chứ nếu không á, lỡ chưa phát hiện đi, rồi gạo đâu ngâm, lấy gì làm bún sáng mai. Nói năng vậy. Dạ. Con phải là cái đứa không cha không mẹ. Con có mẹ đàng hoàng. Mẹ con tên là Dung. Mẹ con là một người tốt. Chú ông đừng quỳ xúc phạm tới mẹ của con. Chú ông được phép nói mẹ con như vậy. Trời trời, thằng này ở đâu? Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn. Xuất hiện như ma vậy trời. Tao, tao có nói gì mẹ mày đâu. Ủa? Ủa chú ba. Trời đất, một mình chú vác bao gạo qua đây luôn hả chú ba? Trời, chứ không lẽ ai vác? Wow, chú cho
Thấy lớn tuổi vậy mà cờ bắp còn ngon lành ha. Bắp đi. Ui trời. Đó, cái tay này nữa nè. Ui còn ngon lắm à. Thôi có giỡn nữa hả? Đi giao hàng nè. Ủa trời ơi, lại đó hả lại. Trời ơi, trưa nắng chang chang mà tưởng đâu mặt trời giáng thế chứ. Trời, đi đâu mà đẹp dữ thần ôn vậy trời. Tám, qua nhà ông Sáu Quyết thu tiền giùm lại nghe. Hôm qua ông còn thiếu lại em 500.000 á. Ủa anh ba, qua đây có gì không? Lại, cho tôi trả lại mấy bao gạo nha. Anh có đọc được chữ không anh ba? Thôi lại, anh là khách mối của em mà. Gạo bị vằn móc hết trơn rồi, bà la dữ quá. Mối lái gì cũng vậy hết á. Lại bán gạo ở đây rất là nguyên tắc. Lại, bây giờ lại đổi lại cho anh đi. Anh chỉ, anh lấy lại phân nửa tiền thôi ha. Chứ bây giờ cái lấy cái đống gạo mốc này về á, trời ơi, tôi với bà gây lộn chắc cháy nhà quá đó Lại ơi. Thôi được rồi, nhưng mà lần này thôi nghe. Người gì mà sợ dở hơn sợ cọp nữa. Chà, không phải anh sợ đâu. Tại vì anh ghét bà, cái tật bà hay lèm bèm. Bà đâu có được như Lại. Lại nói ở đâu, dứt khoát ở đó hả? Anh chịu Lại ở nha. Thiệt là mất công hết sức à. Khi giao tôi đã nói trước rồi, bây giờ xin đổi xin trả là làm sao? Chịu thêm cuốc ba gác cho ông Tám á nghe. Trời. Thì chịu vậy chứ sao. Trời, mất tôn chầu nhậu. Trả tiền gạo chú Sáu ơi. Chú Sáu ơi, trả tiền gạo Sáu Quyết ơi. Chú Sáu Quyết ơi, trả tiền gạo chú Sáu Quyết ơi. Chú Sáu Quyết ơi, trả tiền gạo đi. Thằng Quyết, mày la cái sao? Gì dữ vậy? Hả? Mày lấy tiền gạo mà mày la lớn dữ vậy hả? La lên cho cả xóm người ta nghe luôn à. Con sợ chú không nghe mà. Không nghe cái gì? Mai mốt qua lấy, mày chỉ cần làm ơn nhắn cho tao một tin nhắn thôi biết không? Mày qua mày đứng trước cửa mày ho mấy cái là tao biết rồi biết không? Dạ. Ho sợ người ta tưởng con ho lao nữa. Không. Mày tào lao không nè. Dạ. Em Lại lúc này sao rồi? Em Lại hả? Em khỏe lắm mà hình như hồi nãy mới chửi ông ba một trận á. Vì cái tội mua gạo xong rồi đổi đó. Trời ơi, ông quên một cục luôn nha. Cha sợ vợ lắm mà coi bộ á. Ông ba quan này sợ vợ dữ ha. Ê, cái cha nó sợ vợ lắm. Con đi à. Chứ con đứng đây một hồi con thành bà Tám chứ không phải thằng Tám nữa đó. Ê, cái này ông bà mình gọi là yếu mà ra gió. Vậy chắc chú mạnh đó. Nguyên, dì xin lỗi, con đừng có buồn ổng. Cái miệng ông nói vậy thôi chứ cái bụng ông tốt lắm nghe Nguyện ha. Con có thể làm bất cứ chuyện gì, con khổ con cũng không sợ. Con chỉ không muốn người khác xúc phạm tới mẹ của con thôi. Thôi được rồi, dì hứa kể từ bây giờ á sẽ không ai được nói gì xúc phạm tới mẹ con nữa ha. Nha. Dạ, con cũng cố gắng sớm tìm ra mẹ của con. Dì tin, dì tin là con sẽ tìm được mẹ con mà. Thôi Quang, đi về làm phụ dì tiếp nha không. Nha. Dạ. Nha. Dạ.